Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong cảm ơn Thẩm mỹ viện Cangnam Kali đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Quý vị nào có nhu cầu về thẩm mỹ, muốn đẹp hơn, muốn thân hình gọn nhẹ hơn, hoặc sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc với Thẩm mỹ viện Cangnam Kali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 714-227-5789, 714-227-5789, hoặc gửi email cho thẩm mỹ viện Cangnam Kali @gmail.com, thẩm mỹ viện Cangnam Kali @gmail.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn Thẩm mỹ viện Cangnam Kali rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả khán thính giả. Và bây giờ, như thường lệ thì chúng ta vẫn bước qua phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết là Ấn Độ và Nga ký một thỏa thuận trong tương lai sẽ thiết lập những nhà máy nguyên tử về dân sự cho phía của New Delhi. Bản tin từ New Delhi cho biết thì Ấn Độ trong ngày thứ ba nói rằng họ đã ký một thỏa thuận với Nga về tương lai của một cái khu vực có tên gọi là nhà máy nguyên tử Kudankulam ở tại phía nam thuộc cái tiểu bang Tamil Nadu của Ấn Độ. Bộ Ngoại giao của Ấn Độ, người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là ông Jaishankar, được xem là người đang viếng thăm nước Nga, đã dự tính sẽ có các cuộc đối thoại với lại Ngoại trưởng của Nga là ông Sergei Lavrov vào ngày thứ Tư, và hai bộ trưởng dự tính là sẽ thảo luận mối quan hệ song phương cũng như là những cái cuộc chiến ở tại Ukraine và ở tại Trung Đông, cùng với những việc vấn đề được xem là liên can tới cái hội nghị của tổ chức BRICS. Hôm nay thì sự hiện diện của Phó Thủ tướng Denis Manturov, người đã ký một cái thỏa thuận quan trọng để mà thiết lập tương lai về những cái đơn vị làm việc ở trong cái nhà máy nguyên tử Kudankulam. Đó là lời phát biểu của ông Jaishankar đã đưa ra trong cuộc gặp gỡ vào ngày thứ hai ngày thứ ba diễn ra tại Moscow. Và việc xây dựng này là hai cái đơn vị đầu tiên sẽ được bắt đầu sau gần hai thập niên trước đây, khi mà cái dự án này đã được ký bởi hai quốc gia New Delhi và Ấn Độ, và Moscow đã tham gia vào mối quan hệ gần gũi hơn trong những thập niên gần đây, và Ấn Độ đã từ chối lên án Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Thụy Điển đã bước gần hơn một bước vào NATO sau khi mà nghị viện của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một cái tín hiệu bật đèn xanh cho họ. Nghị viện của Thổ Nhĩ Kỳ đặc trách về vấn đề đối ngoại đã đưa ra một cái cuộc bỏ phiếu, và trong đó cho phép phía của Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận Thụy Điển gia nhập vào Liên minh NATO vào ngày thứ Ba. Và trước đó thì quốc gia Bắc Cực này đang tiến gần hơn tới việc gia nhập vào cái liên minh quân sự của khối Tây Phương. Việc mà phía của Thụy Điển đã được chấp thuận bởi nghị viện của Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ được đưa ra trong cái nghị viện và bỏ phiếu trên toàn quốc hội là một cái tiến trình cần thiết trong vấn đề pháp lý tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên thì cái ngày bỏ phiếu cho cái quốc hội chưa được định ra, mặc dù là ủy ban đối ngoại của quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý. Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên trong Liên minh NATO đã trì hoãn cái việc mà gia nhập vào Liên minh NATO của Thụy Điển trong hơn một năm qua, và cáo buộc quốc gia này đã có những hành động hỗ trợ đến những thành phần tử mà họ nói rằng đe dọa tới an ninh quốc phòng của họ, bao gồm luôn lực lượng dân quân người Kurd và các thành viên trong mạng lưới mà Ankara gọi đây là những thành viên trong cuộc đảo chính của năm 2016. Nghị viện của Thổ Nhĩ Kỳ đặc trách về ủy ban đối ngoại cho biết là họ đang thảo luận trong vấn đề gia nhập vào NATO của Thụy Điển vào tháng trước. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ này đã bị trì hoãn sau khi mà ông Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng là phía Thụy Điển vẫn chưa làm đầy đủ để ngăn chặn những phần tử mà Thổ Nhĩ Kỳ xem là đe dọa tới an ninh. Trong ngày thứ ba thì ủy ban này lại tiếp tục thảo luận để đưa ra một cái cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc hội của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó thì ủy ban này đã bỏ phiếu ủng hộ cho lá phiếu cho cái việc đơn xin gia nhập của Thụy Điển. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất, có nghĩa là ủy ban đối ngoại của quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua và chờ đưa ra sàn quốc hội cho toàn quốc hội của Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu để đồng ý cho phía của Thụy Điển được gia nhập vào Liên minh NATO. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã bắn rớt hơn 10 cái drone của các nhóm Hồi giáo bắn ra từ ở khu vực biển Hồng Hải. Chiếc khu trục hạm Labun của Hoa Kỳ cùng với một số những cái chiến thuyền khác của Hoa Kỳ đã bắn rớt hơn 10 cái drone và các cái hỏa tiễn trên bờ biển Hồng Hải vào ngày thứ Ba, chỉ vài ngày sau khi mà chiếc tàu này cho biết là họ đã bắn rớt một số cái drone cùng một lượt ở trên cái khu vực hải phận này. Và biến cố này diễn ra là một loạt trong những cái hành động mới nhất của các tàu chiến Hoa Kỳ tại Trung Đông, ngăn chặn tất cả những cái drone và hỏa tiễn bắn ra từ ở Yemen thuộc nhóm Hồi giáo Houthi do nhà nước Iran hỗ trợ, và gia tăng căng thẳng ở khu vực có thể sẽ bùng nổ một cuộc chiến khác. Và theo tường trình của Trung tâm Chỉ huy Hoa Kỳ tại đây, thì các chiếc tàu của Hoa Kỳ bao gồm luôn cả chiếc Lapun và kể cả những chiếc chiến đấu cơ F-18 Super Hornet từ ở cái hàng không mẫu hạm Eisenhower đã bắn rơi 21 cái drone với lại 3 cái hỏa tiễn chống tàu chiến cùng với lại một số những cái hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào các tàu dầu ở phía nam của vùng biển Hồng Hải, nơi được bắn ra bởi nhóm Hồi giáo Houthi trong vòng 10 giờ đồng hồ qua. Và hiện nay không có một chiếc tàu nào bị tổn thương và cũng không có ai bị thương trong cái vụ mà tấn công này. Và hiện nay vẫn chưa có chi tiết một cách rõ ràng. Và cái CENTCOM, tức là Trung tâm Chỉ huy của Hoa Kỳ, cũng cho biết là các cuộc tấn công này đã diễn ra và nhắm mục tiêu vào cái chiếc khu trục hạm của Hoa Kỳ là chiếc Lapun. Chiếc khu trục hạm này cùng với lại hai chiếc khác là chiếc Coney và chiếc Martian đang tìm cách gọi là hoạt động ở trên vùng biển Hồng Hải trong thời gian gần đây và đã bắn rớt rất nhiều drone và các hỏa tiễn từ phía của nhóm Hồi giáo Houthi. Đây được xem là một trong những cái cuộc bắn trận mới nhất mà phía của Hoa Kỳ đã đưa ra. Trong đó khi đó thì chiếc hàng không mẫu hạm cùng với đoàn tàu tác chiến là Eisenhower cho biết là họ đã gửi F-18 lên để ngăn chặn tất cả những cái việc tấn công ở vùng biển Hồng Hải. Lapun là một phần trong cái đoàn tàu tác chiến bảo vệ cho chiếc hàng không mẫu hạm Eisenhower, và hồi tháng 10 thì nó đã được khai triển qua eo biển Hormuz ở vùng vịnh Ả Rập để mà tuần tra tại khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và sau những cuộc tấn công của nhóm Hồi giáo Houthi ở tại khu vực biển Hồng Hải thì giá dầu đã tăng 3%. Đó là một trong những bản tin mới nhất. Giá dầu đã tăng 3% trong ngày thứ Ba, giữa lúc mà được xem là con dân số cao nhất trong tháng này, giữa lúc các cái tàu chở dầu và các cái tàu chở năng lượng di chuyển khu vực Hồng Hải đang trở thành mục tiêu bị tấn công bởi các nhóm Hồi giáo tại đây. Giá dầu thô đã tăng 2 đồng 32 cent, tức là ở mức là 81 đồng 40 cent một thùng dầu thô, tính cho tới 1 giờ 15 phút chiều giờ miền Đông, và dầu thô Texas đã tăng 2 đồng 26 cent ở mức là 75 đồng 81 cent. Và việc tăng giá dầu này đã diễn ra trong những ngày cuối cùng của năm 2023, và so với tuần trước nó đã tăng 3%. Tiếp theo sau việc mà các cuộc tấn công của nhóm Hồi giáo Houthi đã gây lo ngại cho các nhà đầu tư, và tình trạng bạo động ở Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu sút giảm, và đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất từ thị trường dầu thô. Nhóm Hồi giáo Houthi và người chỉ huy của họ là Yasaria đã phát biểu vào ngày thứ Ba là họ sẽ tiếp tục tấn công vào các cái tàu thương mại, trong đó bao gồm luôn một chiếc gọi là MSC United Commercial đã di chuyển qua bờ biển Hồng Hải, và trong đó đã từ chối ít nhất là 3 cú điện thoại cảnh cáo của họ. Và phía Do Thái cho biết vào ngày thứ Ba là quốc gia này đã trả đũa nhóm dân quân ở Yemen ở tại Iraq và Iran khi mà tấn công vào các cái tàu của họ di chuyển qua đây giữa lúc mà họ đang có cuộc chiến ở tại Trung Đông. Đây được xem là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới giá dầu thô của thế giới đã tăng sau khi mà có biến động ở tại vùng biển Hồng Hải. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, đầu tiên hết là NASA đã gửi một cái phi thuyền mang sứ mạng là ngăn chặn một cái thiên thạch có tên là God of Chaos, tức là một cái thiên thạch được phong là chúa tể của sự hỗn loạn, trước khi mà nó đi ngang qua trái đất và băng ngang qua cái khu vực của bầu khí quyển của trái đất. Bản tin mới nhất cho biết thì một cái phi thuyền đã được phóng lên trên một cái tiểu hành tinh được coi mà trong đó tiểu hành tinh này đang có cái chiều hướng tiến về phía trái đất, và để thu lượm tất cả những cái mẫu vật ở trên cái hành tinh này trước khi mà nó đi ngang trái đất. Bản tin cho biết thì đây là một trong những cái sứ mạng của phi thuyền có tên là Osiris Rex, là kéo dài 7 năm với một cái lộ trình họ bay là khoảng
4 tỷ dặm trong cái việc mà thu lượm những cái mẫu từ cái tiểu hành tinh này từ hồi tháng 9. Tuy nhiên, thay vì họ đã shut down cái phi thuyền này, thì toán này đề nghị là sẽ chuyển cái sứ mạng của họ qua một cái tiểu hành tinh khác có tên là Apophis, dự tính là sẽ băng ngang qua trái đất vào ngày vào năm 2029 và gần như là tiến gần tới trái đất nhất và cách trái đất không xa lắm. Bản tin từ ở cơ quan NASA nói rằng là việc mà thu lượm này rất cần thiết cho cái việc mà thẩm định, và tiểu hành tinh Apophis có cái chiều rộng khoảng 1.000 feet, tức là cái thiên thạch này khoảng 1.000 feet và được đặt tên của một cái huyền thoại của Ai Cập có tên là God of Chaos, tức là chúa tể của sự hỗn loạn. Và tiểu hành tinh này hay còn gọi là một thiên thạch này đã được phát hiện từ năm 2004, dự tính là sẽ băng ngang qua cái mặt bằng của trái đất là khoảng 20.000 dặm, gần như là sát vào trái đất vào ngày 13 tây tháng 4 năm 2029. Và điều này cho thấy rằng là họ đã quan sát rất kỹ cái tiểu hành tinh này, và đây là được xem là một trong những cái tiểu hành tinh mà họ nói rằng có cái tuổi khá trẻ là 7.500 năm. 7.500 năm, và các chuyên gia ước lượng và nói rằng sẽ có 3% cơ hội là cái tiểu hành tinh này sẽ đụng vào trái đất trong vòng vài năm tới. Tuy nhiên, họ nói rằng hiện nay thì không có sự đụng thẳng vào trái đất mà nó sẽ đi trật ở cái độ xa khoảng 20.000 dặm. Đây là một trong những cái bản báo cáo mới nhất của cơ quan NASA đã đưa ra. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì nữ dân biểu Stefanik đã lên tiếng và nói rằng cái chính sách Bidenomics về kinh tế của ông Joe Biden thực ra là tạo ra gánh nặng tài chính cho người dân Hoa Kỳ. Nữ dân biểu Elise Stefanik, nhân vật số 3 của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội, đã lên tiếng và chỉ trích cái chính sách kinh tế của ông Joe Biden vào ngày thứ ba. Tình trạng lạm phát đã gia tăng trên 17% kể từ khi Joe Biden lên làm tổng thống, và cái kế hoạch gọi là Bidenomics của ông ta hiện nay là một gánh nặng tài chính cho tất cả những gia đình làm việc siêng năng tại Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của bà Stefanik đã đưa ra trên platform X. Và dưới thời của Joe Biden thì giá cả đã tăng lên 17.4% qua mặt tất cả những cái gọi là cái giờ làm việc gọi là lương tối thiểu của người dân, và đến 13%, và trong đó thì chỉ có thời của Jimmy Carter là mức độ lạm phát cao nhất là 26.2% so với giai đoạn mà cùng một lượt mà ông Joe Biden làm tổng thống. Trong khi đó thì cái mức mà lạm phát của Joe Biden đã gấp 3 lần so với thời của ông Trump là 5.6%, thời của ông Bush là 5.4%, và được xem là cái điểm đầu tiên trong cái thời nhiệm kỳ đầu tiên. Và lạm phát đã gia tăng từ năm 2022 được xem là cao nhất trong lịch sử với mức cao lên tới 9.2%, và Bộ Thương mại báo cáo vào tháng trước là 0.1% đã giảm đi trong cái giới tiêu thụ, và nó ở mức là 2.6% gia tăng trong tháng 11 năm 2022. Và tình trạng lạm phát này gần như đã khiến cho giá cả thực phẩm và năng lượng tăng cao, và tăng 0.1% theo từng tháng và đang có ở mức là 3.2% trong toàn năm theo tường trình của hãng thông tấn AP. Và việc này đã dẫn tới tình trạng chỉ trích mạnh mẽ của các thành viên Đảng Cộng hòa cho rằng chính sách Bidenomics của ông ta đã thất bại và tạo thêm gánh nặng cho người dân tại Hoa Kỳ. Đây là bản báo cáo mới nhất của Bộ Lao động và Bộ Thương mại đưa ra, trong đó cho thấy rằng là Joe Biden dường như vẫn chưa có một cái giải pháp nào giải quyết tình trạng lạm phát và tình trạng kinh tế đang bị suy thoái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Đảng Dân Chủ đã mất khoảng 55.000 cử tri tại tiểu bang chiến lược Pennsylvania. Việc mà Đảng Dân Chủ đang tìm cách gọi là cứu nguy sự thất bại của họ trong việc mà họ mất cái net loss, tức là cái phần còn lại là khoảng 20.000 cử tri của Đảng Dân Chủ, cho thấy dấu hiệu không tốt cho ông Joe Biden trong mùa bầu cử sau tới. Cơ quan đặc trách về ghi danh bầu cử của tiểu bang Pennsylvania đã đưa ra một con số dữ liệu vào ngày 18 tây tháng 12 vừa qua, trong đó cho thấy là 35.589 cử tri ghi danh Đảng Dân Chủ bây giờ đã đổi qua đảng khác cũng như là Đảng Cộng Hòa, và 20.908 những cựu cử tri của Đảng Dân Chủ bây giờ vẫn chưa được xác nhận là sẽ bầu cho ai. Con số này so sánh với Đảng Cộng Hòa bị đổi qua Đảng Cộng Hòa là 15.622 là từ Đảng Cộng Hòa đổi qua những đảng khác, và
Cô cũng có thêm khoảng 18.927 chọn những cái đảng vẫn chưa ai biết được theo tường trình của tờ Newsweek. Và nếu mà cộng lại hết và khấu trừ lại thì đảng Dân Chủ mất 21.948 cử tri, một dấu hiệu không tốt cho ông Joe Biden, người vốn đã thắng tại Pennsylvania khoảng 80.000 phiếu năm 2020. Và cựu Tổng thống Trump thời gian gần đây là một trong những ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, đã thắng ở ít nhất là 45.000 phiếu ở 4 năm trước đó. Và đây được xem là dấu hiệu không tốt cho Joe Biden và Đảng Dân Chủ khi mà có gần 55.000 cử tri đã rời bỏ Đảng Dân Chủ ở tại tiểu bang này. Đây được xem là một con số không tốt lắm cho chính quyền của Joe Biden và kể cả Đảng Dân Chủ, và họ đang tìm đủ mọi cách để cứu vãn lại lá phiếu ở Pennsylvania. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cuộc thăm dò mới nhất của Viện Rasmussen cho thấy Ron DeSantis đã bắt đầu rơi xuống đáy vực thẳm khi mà ông ta đã không đạt được cái sự ủng hộ. Thống đốc của tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis đã có vẻ thất bại trong chiến dịch tranh cử chức tổng thống năm 2024, giữa lúc mà ông đã rớt xuống hàng thứ ba và đứng ngang hàng với lại ông ta cựu thống đốc của tiểu bang New Jersey là ông Chris Christie. Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy cựu Tổng thống Trump vẫn thống lĩnh ở tại Đảng Cộng Hòa. 51% được hỏi thì họ nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump nếu như cuộc bầu cử diễn ra vào ngày hôm nay. Người đứng hàng thứ hai là cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina, bà Nikki Haley, và cũng là cựu đại sứ của Liên Hiệp Quốc dưới chính quyền của ông Trump trước đây, đã là được 13%. Và tiếp theo sau đó là ông Ron DeSantis và Chris Christie, mỗi người 9%. Trong khi đó thì ông Vivek Ramaswamy chỉ được khoảng 1%. Và 16% nói rằng họ chưa quyết định. Cuộc thăm dò này thực hiện với 792 cử tri sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, được thực hiện từ ngày 19 cho tới ngày 21 tây tháng 12, với mức sai biệt là cộng trừ 3%, và họ nói rằng 95% là đáng tin cậy. Cuộc thăm dò của Viện Rasmussen vào tháng 2 thì Ron DeSantis được khoảng 20% trong cuộc thăm dò, với ông Trump là 47%. Tuy nhiên, kể từ hồi tháng 5, thì Ron DeSantis đã sụt giảm một cách thê thảm. Tới tháng 11 thì sức ủng hộ của ông Trump vẫn trên 50% cử tri của Đảng Cộng Hòa, theo tường trình của Rasmussen, và bà Haley cũng như là Chris Christie đã gia tăng so với lại ông Ron DeSantis. Ông Trump vẫn thống trị ở trên cái cuộc thăm dò của 538, cho trong đó cho thấy là ông được 62.4%, Ron DeSantis về nhì với 11.7% và bà Nikki Haley là 10.9%. Hiện nay gần như là ông Ron DeSantis đã tụt xuống hàng thứ ba và Nikki Haley đã trồi lên làm hàng thứ hai. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một bản báo cáo mới nhất cho thấy là các giới chức cao cấp trong chính quyền của Joe Biden đã từng tìm cách tránh né không cho công chúng và quốc hội biết về cái khinh khí cầu gián điệp của Cộng sản Trung Quốc. Bất kể là chính quyền của Joe Biden đã lên tiếng và nói rằng có sự minh bạch công khai. Tuy nhiên, bản báo cáo mới nhất cho biết thì cái lúc mà cái khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc xâm nhập vào trong lãnh thổ Hoa Kỳ để thu nhập những dữ liệu thì đã từng bị che đậy bởi các giới chức trong chính quyền của Joe Biden. Theo tường trình của đài NBC trong ngày 27 tây tháng 1 năm nay, cú điện thoại giữa ông Joe Biden và các cố vấn hàng đầu về quân sự, trong đó gồm có cả tổng tham mưu trưởng lúc đó là ông Mark Milley, cùng với lại chỉ huy của lực lượng đặc trách về vùng Bắc Mỹ của Hoa Kỳ là tư lệnh Glenn Van Hurt, trong đó đã tìm cách gọi là tìm hiểu rõ về cái khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc. Và mạng lưới NBC cho biết là chính quyền của Joe Biden hy vọng là sẽ giữ bí mật cái việc này với quốc hội và cả công chúng Hoa Kỳ. Trong hàng loạt các viên chức và cựu viên chức ở tại chính quyền của Joe Biden cũng như quốc hội đã cho biết như trên. Và trước khi mà nó được đưa ra trước công chúng thì chính quyền của Joe Biden đã tìm cách thuyết phục các giới chức quân đội là giữ kín chuyện này và không nên tiết lộ ra bên ngoài. Đây là bản báo cáo mới nhất mà quốc hội công bố và cáo buộc rằng chính quyền của Joe Biden đã cố tình che giấu công chúng Hoa Kỳ. Trong đó thì đài NBC nói rằng vẫn không có một cái giải pháp nào khác, và chính quyền Joe Biden e ngại rằng những tin tức này sẽ gây bất lợi cho cái mức tín nhiệm của Joe Biden, và do đó họ mong muốn là phía giới quân đội sẽ giữ kín việc mà khinh khí cầu của Trung Quốc bay trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Và trong cú điện thoại ngày 27 tây tháng 1 thì ông Milley đã gọi cho tư lệnh Van Hurt và nói rằng ngũ giác đài dự tính sẽ đưa một chiếc F-22 và một số những chiếc chiến đấu cơ khác bay dọc theo cái object, tức là cái khinh khí cầu này.
trước khi mà có những cái quyết định mới. Và đây được xem là một trong những cái chi tiết cho thấy là chính quyền của Joe Biden e ngại là sẽ gây hỗn loạn trong công chúng khi mà cái khinh khí cầu này được phát hiện ban đầu là ở vùng Bắc Cực, di chuyển qua Alaska tới bầu trời của Canada trước khi mà bay vào vùng Bắc Mỹ và di chuyển tới phía nam của nước Mỹ, và cuối cùng nó bị bắn rơi ở trước bờ biển của South Carolina, nằm trong vòng 12 hải lý lãnh thổ của Hoa Kỳ. Và điều này đã dẫn tới tình trạng mà dân chúng Hoa Kỳ đã tỏ ra bất mãn khi mà chính quyền của Joe Biden để cho khinh khí cầu gián điệp bay công khai như vậy. Và giờ đây thì bản báo cáo cho biết chính quyền của Joe Biden đang muốn che giấu chuyện này, nhưng mà cuối cùng thì đã không che giấu được. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, cơ quan CIA, tức là cơ quan tình báo đối ngoại của Hoa Kỳ, đang nỗ lực gây dựng lại một cái mạng lưới hoạt động tình báo tại nội địa Trung Quốc sau khi mà họ đã bị Trung Quốc phanh phui cách đây nhiều năm. Bản tin mới nhất cho biết thì cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA đang nỗ lực để tái xây dựng lại một cái mạng lưới hoạt động gián điệp tại Trung Quốc sau nhiều thập niên, kể từ khi mà Bắc Kinh đã có chiến dịch gọi là dập tắt của sự hoạt động của CIA. Và Hoa Kỳ hiện nay vẫn không hiểu rõ những gì xảy ra trong nội tình của Trung Quốc sau khi mà mạng lưới gián điệp của họ bị phá vỡ nhiều năm trước đây, và những gì liên can tới ông Tập Cận Bình và chế độ của ông ta. Chúng tôi đã không có những tin tức về những dự tính hoặc là những cái sự căng thẳng ở trong nội bộ của Trung Quốc. Đó là một cựu viên chức tình báo cho biết như trên sau khi mà tờ Wall Street Journal báo cáo vào ngày thứ ba. Và Trung Quốc đã dập tắt hầu hết tất cả cái mạng lưới của CIA gồm 20 nhân viên. Họ đã bị hành quyết hoặc bị bỏ vào tù. Các giới chức cao cấp của Trung Quốc gần như là đã bị bắt giữ và đã bị trừng phạt khi mà làm gián điệp cho phía Hoa Kỳ. Mạng lưới của Hoa Kỳ đã cài đặt vào Trung Quốc từ ở những năm đầu năm 2000, sau khi mà cơ quan tình báo CIA và phân tích viên gọi cho biết là có những cái hành động gọi là đáng ngờ từ phía giới quân đội của Trung Quốc, và trong đó họ nói rằng là họ xây dựng mạng lưới tình báo này rất khổ công. Tuy nhiên thì hiện nay gần như là cái mạng lưới tình báo của Hoa Kỳ đã bị phá vỡ bởi Trung Quốc, và bây giờ cơ quan tình báo cho biết là họ đang nỗ lực xây dựng lại cơ quan cái hệ thống hoạt động gián điệp của họ tại Trung Quốc với sự hỗ trợ của một số quốc gia tại Á Châu, và họ không tiết lộ quốc gia nào và vùng lãnh thổ nào giúp cho cơ quan tình báo CIA xây dựng lại mạng lưới gián điệp của họ ở tại Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, Hoa Kỳ sẽ gia hạn cái lệnh đánh thuế vào mặt hàng của Trung Quốc vốn được ban hành dưới thời của cựu Tổng thống Trump cho tới ngày 31 tây tháng 5 năm 2024. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Mậu Dịch của Hoa Kỳ, người đứng đầu của Ủy ban Mậu Dịch là bà Catherine Tai, trong ngày thứ ba loan báo là bà sẽ gia hạn cái lệnh thuế đánh vào mặt hàng Trung Quốc nằm ở cái section 301 với 352 mặt hàng của Trung Quốc, và trong đó bao gồm luôn 77 cái mặt hàng có liên quan tới cái đại dịch 19, và nó sẽ được kéo dài cho tới ngày 31 tây tháng 5 năm 2024. Chính quyền của Tổng thống Trump trước đây đã sử dụng cái section 301 trong cái luật về thuế gọi là Trade Act của năm 1974 để mà tìm cách quân bình cán cân mậu dịch với Cộng sản Trung Quốc, và ông đã phát động cái mức đánh thuế vào mặt hàng Trung Quốc từ năm 2018 và 2019. Và việc đánh thuế này bao gồm luôn các cái vật dụng và các cái thiết bị cũng như là các cái mặt hàng phụ tùng cho tất cả các loại kỹ nghệ, bao gồm luôn các xe điện, động cơ điện và các cái bộ phận xe hơi cũng như là các loại hóa chất, các cái chiếc xe đạp hoặc là các cái hệ thống hút bụi. Và cái đại dịch 19 đã gia tăng thêm một số những cái mặt hàng liên quan tới y tế, bao gồm cả những cái khẩu trang, những cái bao tay hoặc là những cái xà bông rửa tay. Và những mặt hàng này vốn sẽ hết hạn vào ngày 31 tây tháng 12 năm 2023. Và giờ đây thì nó sẽ được gia hạn tới ngày 31 tây tháng 5 để cho phép Ủy ban Mậu Dịch của Liên bang có thêm thời gian để mà duyệt xét về việc giảm thuế hay duy trì mức thuế này. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà Ủy ban Mậu Dịch của Liên bang đang duyệt xét, và bà Catherine Tai cho biết là sẽ duy trì mức thuế này kéo dài cho tới ngày 31 tây tháng 5. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và một trong những chuyên gia về Trung Quốc là ông Gordon Chen lên tiếng cảnh báo Trung Quốc và Nga đang nghĩ tới chuyện sẽ bắt đầu một cái cuộc đệ tam thế chiến. Đảng Cộng sản Trung Quốc với người lãnh đạo là Tập Cận Bình
và Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện nay đang chuẩn bị thảo luận cho cái vấn đề có thể có khả năng xảy ra một đệ tam thế chiến, và họ đã chia sẻ những cái tầm nhìn của họ về tương lai của trật tự thế giới theo tường trình của ông Gordon Chen, một chuyên gia về Trung Quốc cho biết như trên. Ông Gordon Chen vốn là một viên chức cao cấp của một tổ chức chiến lược đặt trụ sở tại New York có tên là Gaston Institute, đã xuất hiện trên đài radio WABC và số 77 vào ngày 25 tháng 12 để nói về một cái bài viết mới của ông phân tích tình hình của Nga và Trung Quốc. Và trong bài viết này, ông đã cho biết là hai chế độ này đang chuẩn bị tạo ra một cái trục ma quỷ mới, và xung quanh họ có những cái vệ tinh và những vệ tinh của những vệ tinh, bao gồm luôn cả Iran, Bắc Hàn, Algeria và một số những cái tổ chức vệ tinh của những quốc gia này là những tổ chức khủng bố. Ông Tập Cận Bình và ông Putin đã hợp tác để mà có thể gây thống trị và điều hành trên cái mạng lưới khủng bố toàn thế giới thông qua những quốc gia vệ tinh của họ. Trong cuộc phỏng vấn, ông cho biết và căn bản là họ đã tìm cách chia rẽ cái cộng đồng quốc tế thành hệ thống của cộng đồng quốc tế thành hai, và họ muốn rằng họ sẽ chiếm một nửa của thế giới, một nửa trái đất, và họ nghĩ rằng sẽ bắt đầu cái cuộc đệ tam thế chiến, bởi vì như vậy họ mới duy trì được chế độ độc tài toàn trị của họ. Đó là lời khẳng định của ông Gordon Chen đã đưa ra trong bài viết mới nhất của ông. Và trong đó ông cho biết là phía Nga hiện nay đang tích trữ rất nhiều những cái đầu đạn nguyên tử, và bây giờ họ có hàng ngàn cái đầu đạn nguyên tử so với Trung Quốc đang tìm cách có được khoảng 1.000 cái đầu đạn nguyên tử từ đây tới năm 2030. Đây được xem là một trong những nhận định và báo động của ông Gordon Chen với chính phủ Hoa Kỳ về tham vọng của cả Nga và Trung Quốc ít nhất là họ sẽ lãnh đạo một nửa thế giới còn lại. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương, Bắc Hàn đã tổ chức đại hội đảng trước khi mà có cái kết thúc năm 2023. Bản tin từ Seoul cho biết nhà lãnh đạo Bắc Hàn là ông Kim Jong-un đã khởi động một cuộc họp quan trọng của đảng cầm quyền theo tường trình của cơ quan truyền thông của Bắc Hàn là KCNA, báo cáo vào ngày thứ Tư theo giờ địa phương và sẽ công bố một số những quyết định chính sách mới trong năm tới. Đây là cuộc họp lần thứ 9 sau cái phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động của Bắc Hàn, tức là đảng cầm quyền tại Bắc Hàn. Quốc gia được xem đã bị cô lập và những chính sách về hiến pháp và sự thành công thảy lên trên không gian vũ trụ một cái vệ tinh gián điệp, cũng như là họ đã bắn thành công một cái hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia bằng các loại nhiên liệu được mô tả là nhiên liệu rắn, là nhiên liệu cứng. Và cuộc họp này được sử dụng mỗi một năm để mà loan báo những chính sách mới, và trước đó thì ông Kim Jong-un cũng sẽ có một cái bài diễn văn khá dài trong cái ngày đón mừng năm mới của năm 2024. Và trong những ngày đầu tiên trong phiên họp vào ngày thứ Ba, họ đã thảo luận ít nhất là 6 nghị trình, trong đó bao gồm luôn cả chính sách, ngân sách, và họ soạn thảo một cái ngân sách cho tài khoá năm 2024 để gia tăng cái vai trò lãnh đạo của đảng cầm quyền. Và ông Kim Jong-un được xem là nhân vật chủ chốt, và trong đó ông ta sẽ thảo luận qua rất nhiều vấn đề từ quân sự, kinh tế, khoa học cho tới vấn đề sức khỏe công cộng đều được mang ra bàn thảo và hoạch định chính sách cho năm 2024. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều đã theo dõi các bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!